Ban biên tập xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khán thính giả của bản tin 24 giờ. Với đội ngũ những biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút giây ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên Hợp Quốc giảm thống kê số người chết vì lũ quét ở Libya. Liên Hợp Quốc sửa đổi số nạn nhân thiệt mạng do lũ quét ở Libya xuống còn gần 4.000 người, giảm hơn 7.000 người so với trước đó. Một báo cáo sửa đổi được cập nhật vào sáng ngày 17 tháng 9 từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 3.958 người đã thiệt mạng trên khắp Libya do lũ quét, trích dẫn số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng theo báo cáo sửa đổi, hơn 9.000 người vẫn mất tích. Trong báo cáo ban đầu hôm 16 tháng 9, OCHA cho hay ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng ở Dena, Libya vì lũ quét thảm khốc. Số liệu được OCHA trích dẫn từ Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya. Chúng tôi đang sử dụng số liệu vừa được WHO xác minh, Farhan Haq, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nói. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya cùng ngày nói rằng họ chưa bao giờ công bố con số tử vong cao do lũ quét ở Dena cho Liên Hợp Quốc. Khi được hỏi vì sao Liên Hợp Quốc lại công bố sai số người chết, Haq cho biết, trong số rất nhiều thảm kịch, cuối cùng chúng tôi phải sửa đổi con số, đó là điều đang xảy ra ở đây. Quy trình tiêu chuẩn là chúng tôi sẽ làm việc với các bên khác nhau để cố gắng đảm bảo số liệu được kiểm tra chéo. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện sửa đổi đều do chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chéo số liệu, ông giải thích. Theo ông, số người thiệt mạng rất biến động, nó có thể tăng hoặc giảm. Bão Daniel đã tàn phá Hy Lạp, quét qua Địa Trung Hải và tấn công Libya vào ngày 10 tháng 9, gây ra mưa lớn trong 2 ngày. Lũ lớn làm ngập và phá hủy các nhà cửa ở thành phố Dena, tấn công khu vực dân cư ven biển lân cận, trong đó có thành phố Benghazi, lớn thứ hai của đất nước. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão đã khiến hai con đập trên thượng nguồn con sông chảy qua thành phố Dena bị vỡ hôm 11 tháng 9. Dòng nước lũ ào ạt đổ về đô thị 90.000 dân, tàn phá và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Các chuyên gia cho biết tác động của cơn bão đã trở nên trầm trọng hơn do nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng xuống cấp, cảnh báo không đầy đủ và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Gia đình Libya kể lại giây phút thoát chết trong lũ quét. Những bức tường trắng trong ngôi nhà của Alaam Sadawi nhuốm màu nâu đỏ với những dấu tay đầy bùn mà các vị khách dự đám cưới của anh để lại. Gia đình anh đã lên kế hoạch cho bữa tiệc đám cưới trong nhiều tuần. Cha anh, ông Maylao, 70 tuổi, đã mua những chiếc đĩa bạc để bày thức ăn và những chiếc cốc uống trà mới. Hôm 15 tháng 9, ngôi nhà vẫn chìm trong lớp phủ sa đỏ do lũ quét gây ra bởi cơn bão Daniel khi nó trút lượng mưa lớn xuống thị trấn Sousa với 80.000 dân ở miền đông của Libya. Gia đình cho biết phải cần đến 15 người mới dọn sạch được lớp bẩn trên sàn đá cẩm thạch, nhưng vết thương lòng của họ mới là thứ khó xóa nhòa hơn. Căn bếp với bức tường bị đổ sập đã giúp cả gia đình Sadiwa thoát chết trong trận lũ quét hôm 11 tháng 9 tại thị trấn Sousa, miền đông của Libya. Alaam, chú rể, đang hồi phục sức khỏe, cô dâu đã ở bên gia đình, ngày cưới của họ đã bị hoãn vô thời hạn. Bây giờ chỉ những cơn mưa thôi cũng đã khiến chúng tôi khiếp sợ, Nisa, anh trai của Alaam nói, đứng giữa căn bếp hoang tàn trong ngôi nhà của họ. 20.000 người có thể bị thiệt mạng tại Libya do bão Daniel. Bão lớn còn khiến hai con đập trên thượng nguồn sông chảy qua thành phố Daniel bị vỡ, dòng nước lũ ồ ạt chảy về đô thị 90.000 dân, tàn phá và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Ở Sousa, cách thành phố Dena, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần 100 km về phía Tây, gia đình Sadawi nhớ lại bầu không khí vui vẻ, hồi hộp trong ngôi nhà vào buổi tối ngay trước khi lũ quét đi qua. Người thân đứng chật cứng trong từng căn phòng, trẻ em háo hức nhìn người lớn chuẩn bị bữa tiệc. Họ giết 13 con cừu cho đám cưới dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 9, sau đó cùng nướng thịt khi màn đêm buông xuống và ăn tối dưới gốc cây liễu giữa sân nhà. Anh cả của Alaam, Nasim, đang trên xe đi mua những đồ ăn vặt cuối cùng thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa ngày càng lớn, đến khoảng 23 giờ 30 nước tràn xuống thung lũng, tràn qua cổng trước nhà họ. Nó xảy ra chỉ trong vài giây. Nisa, 40 tuổi, nhớ lại. Đèn tắt, âm nhạc dừng lại, bọn trẻ đông cứng người vì sợ. Bên trong ngôi nhà của gia đình Sadawi, mọi người vội vã chạy lên tầng cao hơn khi nước dâng lên nhanh chóng. Chúng tôi chỉ túm lấy bọn trẻ và ném chúng lên đó, anh kể. Dù đã ở tầng trên nhưng nước ngập vẫn đến cổ. Alaam cho biết anh và những người khác đã bế bọn trẻ lên trên đầu. Những người hàng xóm hét lên từ mái nhà khi một gia đình 6 người bị cuốn trôi. Chú rể lúc đó tin chắc mình sẽ chết. Nhưng họ đã được cứu khi bức tường nhà bị sập khiến cho nước tràn ra sân. Nước trong nhà bắt đầu rút dần, kéo theo nồi niêu, song chảo và những chiếc đèn lồng trang trí. Quá sốc, Nisa lấy tay tự đập vào đầu, cảm giác như một giấc mơ vậy, anh nói. Mai Lao đau buồn nhìn đống đổ nát và tiếc nuối vì đám cưới của con trai bị sụp đổ trong phút chót. Nhưng các con ông vẫn còn sống sót và đó là điều quan trọng nhất, ông cho hay. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nếu các con tôi bị thương, ông nói. Khi mùa đông đang đến gần, họ sẽ phải sửa chữa ngôi nhà nhưng không biết lấy tiền ở đâu. Chúng tôi chỉ có lương hàng tháng. Nazim cho biết có lẽ chúng tôi sẽ vẫn ở trong ngôi nhà với tình trạng như vậy.
Không ai ở sâu xa ngủ được nhiều kể từ khi trận lũ lụt xảy ra. Nhiều người vẫn nhìn thấy mưa trong những cơn ác mộng. Lũ quét Libya như đợt sóng thần cao 7 mét. Nước lũ như đợt sóng thần cao 7 mét quét qua thành phố ven biển của Libya gây thiệt hại nghiêm trọng tới mức phải mất rất nhiều năm để phục hồi. Thảm họa này thật khủng khiếp, nhiều người vẫn mất tích, nhiều xác chết sạt vào bờ và nhà cửa bị phá hủy. Jan Feider, người đứng đầu phái đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Libya cho biết vào ngày 14 tháng 9. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Daniel đã khiến cho hai con đập trên thượng nguồn con sông chảy qua thành phố Dena bị vỡ hôm 11 tháng 9. Dòng nước lũ ảo ạt đổ về đô thị này, tàn phá và cuốn trôi mọi thứ ra biển. Video được nhân chứng quay lại cho thấy nước lũ ban đầu chảy từ trên thượng nguồn xuống dòng sông khô cạn, nhưng sau khi vỡ đập, dòng nước khổng lồ từ trên núi cao ồ ạt chảy xuống, đập vào các tòa nhà và cuốn phăng loạt xe hơi. Dòng nước cao hơn tòa nhà 6 tầng, qua nơi này như một cơn sóng thần. Cựu Bộ trưởng Y tế Libya Sader El-Sokri ngày 13 tháng 9 nói, trận lũ quét đã khiến hơn 11.300 người ở khu vực này bị thiệt mạng. Giới chức lo ngại số người chết có thể tăng lên nhanh chóng do vẫn còn rất nhiều nạn nhân bị mất tích. Dòng nước lũ cao tới 7 mét cuốn trôi các tòa nhà, cơ sở hạ tầng xuống biển. Frieder nói rằng, người dân Libya có thể sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để có thể phục hồi sau thảm họa này. ICAC cho biết, việc tiếp cận các khu vực bị lũ quét tàn phá vẫn là thách thức lớn vì đường xá bị phá hủy. Nhóm hỗ trợ của ICAC đã phân phát khoảng 6.000 túi đựng thi thể cho các đội pháp y ở thành phố Benghazi để xử lý xác chết. Khaled O'Suwahes, người dân ở Libya cho biết tình hình ở Dena là thảm họa. Nó đã cướp đi tất cả bạn bè của tôi, O'Suwahes đã nói. Một người bạn của tôi chết khi đang quay phim trên đỉnh thung lũng. Một người tên là Nisit Fatori, con trai của anh ấy được cho là đã chết nhưng tới giờ chưa thấy xác. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 5.000 người mất tích, trong khi giới chức địa phương cho hay khoảng 10.000 người chưa được tìm thấy, có thể đã bị nước lũ cuốn trôi ra biển hoặc bị vùi lấp trong đống đổ nát. Adu Menam Ashati, thị trưởng của Dena ngày 13 tháng 9, cảnh báo số người chết có thể lên đến 18.000 hoặc 20.000. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên gửi những comment ở phía dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn.